Chào mọi người, một ngày mới nữa. Hôm nay bếp chay của Kỳ Duyên, ăn chay của mình sẽ làm thêm một món tiếp tục ở trong chương trình ăn chay của gia đình mình nha. Thì ngày hôm nay mình sẽ làm một cái món rất là đơn giản nữa. Bởi vì vấn đề ăn chay ở đây thì càng đơn giản thì nó là càng dễ ăn. Mình không có phức tạp gì hết. Mình sẽ làm một cái món cơm nướng. Nó sẽ giống như pizza mà nó là cơm cháy nướng. Đây là cơm. Cơm nấu chín rồi mình có thể là để tủ lạnh rồi, hay hoặc là mình ép ra, mình có cái chảo chống dính như thế này nè. Cái chảo chống dính này nó giúp cho cơm của mình sẽ dễ lấy lên hơn. Bởi vì nó là cơm mình làm giống như là cơm cháy pizza cho nên có một chút xíu màu mè, chứ nó không phải là cơm cháy bình thường nha mọi người. Đây là củ đỏ. Đây là hành lá. Đây là cà chua. Rồi, và đây là trà bông chai. Đây là một cái keo trà bông chai mình mua về để mình sử dụng, mình làm nhiều món ăn khác nhau. Mình có thể ăn bánh mì và mình có thể làm pizza gãi lên. Ngày hôm nay mình sẽ làm pizza cơm rồi mình sẽ gãi nó lên, nhìn rất là ngon, hấp dẫn đúng không mọi người? Vì mình không muốn cho ngán cho nên mình chỉ gãi một ít thôi, tùy theo sở thích của mỗi người mình sẽ rải nhiều hết. Nếu mình muốn ăn nhiều thì mình rải nhiều hơn. Rồi, và đây là củ đỏ, cà rốt. Rồi, đây là cà chua. Rất là đơn giản nhưng mà khi mình nướng xong rồi nó là một món ăn rất là hấp dẫn. Rồi mình có thể ăn cho bữa cơm, thay thế bữa cơm. Mình cũng có thể ăn giả chơi, cho vui. Nó cũng rất là dễ làm. Rồi mình rắc hành lên một chút và một ít hạt tiêu nha mọi người, cho nó thơm. Nếu mà ai ăn cần ăn dầu thì có thể mình sẽ cháy một ít dầu hành để mà mình rưới lên cho nó thơm. Nhưng mà đằng đây mình làm cho ông xã mình ăn thì không có thích dầu mỡ cho nên mình đã giảm bớt cái lượng dầu, thì mình chỉ rải hành tươi thôi. Rồi chúng ta sẽ để lên bếp ga và bật lửa nhỏ vừa thôi nha. Hôm nay mình đã thay cái bếp ga mới rồi. Cái bếp ga cũ của mình nó cũng hết đát rồi, mình xài cũng đã 3 năm. Mình mới thay cái bếp ga mới, cũng rẻ tiền chứ không có mắc. Rồi mình sẽ chỉnh lửa thật là nhỏ nha các bạn. Bếp ga nó có cái mức độ lửa chỉnh cho mình. Rồi mình sẽ chỉnh lửa nhỏ như vậy thôi. Mình nướng từ từ để cho cái cơm của mình nó được giòn đều từ từ, không có bị cháy. Như vậy thì cái thời gian là khoảng chừng 30 phút, 25 tới 30 phút thì sẽ được. Rồi
Thì như vậy là mình chỉ chờ đợi thời gian để cho cơm nó chín đều rồi mình lấy ra thôi. Rồi, mọi người có thấy pizza cơm trái của mình nó ngon tuyệt vời không? Thì mình để lửa nó nhỏ một chút thì khoảng 1 tiếng, nhưng mà mình để nó hơi lớn một chút thì nó sẽ là khoảng 30 phút. Rồi như vậy mình đã hoàn thành cái cơm cháy mình làm theo kiểu giống pizza nha mọi người. Thì chúng ta đang ở trong cái thời gian của dịch bệnh nó hoành hành ở trên toàn cầu thế giới, thì Việt Nam cũng là một trong những nước có dịch bệnh đang bùng phát trở lại. Thì một lời khuyên cho mọi người về tâm linh của cuộc sống, thì con người chúng ta sẽ gặp được những điều may mắn khi tấm lòng mình thiện lương nhân ái, thương người mến vật và sống hãy vì mọi người, không không vì mình hại người lợi mình. Thì trái đất này, nhân loại này, quả địa cầu này sẽ có những điều thiện lương rất là nhiệm màu. Dịch bệnh tự nhiên nó sẽ bị đẩy lùi đi vì tấm lòng thiện lương nhân ái của con người. Cho nên Kỳ Duyên mình xin gửi một thông điệp với mọi người: ăn chay, niệm Phật, làm lành, bố thí để hồi hướng công đức cho tất cả chúng sanh nhân loại toàn địa cầu. Nhờ ơn Đức Phật từ bi gia hộ, hào quang Đức Phật A Di Đà soi rọi cứu độ chúng sanh tai qua nạn khỏi, dịch bệnh tiêu trừ, chúng sanh được hạnh phúc an định hòa bình thế giới. A Di Đà Phật. Mời mọi người thưởng thức nha.